CSKA Centeno. Gọi cho mình còn một rồi, rất nhanh rồi, bắt đầu máy điện. Đúng thật là nhà có cỗ. Bắn cực kỳ nhanh, ngắm bắn rất gọn gàng tới từ CSKA Centeno, điều cái từ 3 ra 4 rất đẹp. Sẽ làm cú bấm con bi cái lại, bởi vì cái khe qua bi 7, bi 9 vẫn còn có thể ăn được con bi số 6 về phía lỗ xa. Giờ sẽ là một cú đẩy con bi 6, thả con bi cái một băng. Liệu rằng có cần phải gãi con 9 ra không? Có, rất chính xác tới từ CSKA Centeno, bắn quá nhanh luôn. Chúng ta mới chỉ bước vào trong trận đấu này có ngót nghét khoảng tầm 3 phút. Nhưng mà cũng rất uy tín nhá. Bắn chưa thấy có lệch tí nào. Con này thì rất thẳng rồi. Đây là một con bi cơ bản của các vận động viên chuyên nghiệp thôi. Vâng, CSKA Centeno thưa quý vị các bạn. Cú phá bi cũng tương đối là ổn của CSKA Centeno. Nhưng mà đó là một cú phá bi quá là khô. Bi 1, bi 2, bi 3, bi 4 tất cả đều nằm ở một vị trí cực kỳ là thoáng. Bây giờ làm sao có thể tìm được đường để gãi cho mình được con bi số 5 ra sẽ là kịch bản đẹp nhất. Và rồi, cái ý tưởng liệu rằng có phải đánh tấn công luôn hay chưa đây? Chưa, ý tưởng chạy đạn rồi. Bây giờ thì để xem liệu rằng là có một ý tưởng đánh tấn công chưa hay không này. Đánh công vào con 2 xong rồi sẽ gãi con 5 ra. Ủa, gãi được con 9. Tuyệt vời, tới từ CSKA Centeno. Bắt đầu vào bàn. Bắt đầu lại dọn dẹp thôi. Số 4 vào lỗ giữa. Lấy má đẩy con bi cái lên phía trên. Con 5 đã mở đường từ trước rồi. Tất cả mọi thứ là cô gái mở đường rồi. Lấy con cái về giữa bàn. Mềm mại thôi. Vâng, đúng rồi. Rất mềm mại thôi. Đủ để cho con cái bật băng nổi lên là được. Nhưng mà xử lý xong thì là hết thôi. Rất chính xác tới từ CSKA Centeno. Qua đầu con 9 nào. Ok, rất đẹp. Hơi thẳng một chút. Biến số của CSKA Centeno. Pha đó vội quá. Bi 9 mở ra dành cho Châu Jeju rồi. Con này thì làm sao mà chị Châu trượt được đây. không phải tại tôi. Vâng, tất nhiên là tôi cũng phải xin lỗi chị Châu, nhưng mà không phải tại tôi. Cú phá bi đầy uy lực của Châu Jeju. Con 10 rơi xuống lỗ. Ok, được. Đi số 1 vào lỗ giữa, nếu như mà tôi không nhầm từ CSKA Centeno, đúng không? Được không? Đây sẽ là một tình huống chạy đạn của bỏ cho mình con 1 về lỗ góc tới từ CSKA Centeno, quá tuyệt. Về hai lỗ góc dưới đều có này, lỗ góc thì còn cái lỗ góc bên phải phía trên là còn. Ý tưởng của CSKA Centeno là đẩy con cái qua khe 4 5 ăn con 4 đường xa. Rồi, giữa luôn rồi. Ơi, chị ơi, đứng em nhìn cái. Ôi, hay quá. Nhà thì cũng có cỗ nên là cũng phải bắn cho khẩn trương. Và đã có sai số sau cú phóng ngọn của CSKA Centeno. Uff, lại phơi rồi. Và tiếp tục là chạy đạn. Lần này là của CSKA Centeno, có tốt hơn hay không này? Tuyệt vời! Tuyệt vời tới từ Châu Jeju, nhưng... Oh. Ui! Lại là một pha... không thành công. Ôi! Oh, không thành công tới từ Châu Jeju và rồi tặng luôn lại cho CSKA Centeno rồi. Không biết rằng là có phải là chị Châu đang hơi có dấu hiệu bị TT một chút. Sau cái trận đấu trước đấy, một trận đấu mà bắn cũng hơi căng, bắn hơi bị nặng đô với cả Chen Siming, không biết có phải là như vậy hay không. Sau 20 phút thi đấu, tỷ số đã là 3-0. Một cái tốc độ trận đấu vẫn đang diễn ra rất là nhanh.
Gọi cho mình con bi số 10 cho nó cẩn thận. Một cái phong cách rất là quen thuộc của CSKA Centeno. 3-0 dành cho The Flash đến từ Philippines. Ép được con 1 về lỗ giữa. Con 2 có đường không? Có đường luôn mà. Ôi không được rồi. Con cái lại trôi hơi quá rồi. Một lần nữa xin được kính chào các bạn khán giả thân mến của Billabool Việt Nam. Các bạn hãy đừng quên để lại cho chúng tôi những tình cảm bằng những lượt like và follow ở trên Facebook. Pha này sẽ khá là khó đây. Úi giời, không được rồi. Foul shot. Chẳng có may thì chị Châu tự làm khó mình thôi. Toàn là những con bi lấy má giữa bàn. Sau đó là và chắc chắn rằng là các vận động viên cũng đã thực hiện rất nhiều lần với những cú bắn như vậy rồi. Đó, toàn như vậy không à. Kéo con bi cái sang bên phía băng dài bên phía tay phải. Ăn con 9 về lỗ xa. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn thành 1-3. Yêu cầu đặt ra dành cho chị Châu là phải phá được, ăn cho mình một bi mục tiêu và ra hình. Con 1 đã rơi xuống lỗ, con 3 găm thẳng xuống lỗ nhưng mà lại không ra được hình. Con bi số 2 đã bị che lại, con 4 và con 9 trở thành tình huống. Ây da. Push out. Tới từ Châu Chê Yu. Giấu con bi cái ra đằng sau con 10. Rồi. Và wow, suýt chút nữa đã thực hiện một tình huống sút tê ăn được cho mình con bi số 2 rồi. Không thành công. Tới từ Châu Chê Yu. Và bây giờ thì cái bài toán đó sẽ được nhường lại cho CSKA Centeno. Con 2 này thì có thể xẻ phát vào lỗ giữa được. Quan trọng là phải làm sao tìm đường gãi được cái hình bi ra. Gãi được cái hình bi 4 và 9 ra. Ê, đừng có lụt nha. Lụt quá vào sau lưng con 7 là hỏng. Mà đúng là hơi bị hỏng thật. Vẫn có thể tìm được đường. Oh, wow, wow. Tính toán rất là kỹ tới từ Châu Chê Yu. Và đó cũng là một cái minh chứng rằng là đó là lý do vì sao chị ấy đang là tay cờ số 1 trên thị trường pool nữ thế giới. Hay quá, ra cho mình con 6. Rất tự nhiên thôi, không có gì cả. Không có va đập vào bất cứ một con bi nào khác ở trên bàn. Một cú chém, xin lỗi, một cú bắn vào con bi số 5 cực kỳ là mềm mại. Max Bangkok, Felix Vogel, table 18. Chính xác. Tới từ Châu Chê Yu và tỷ số sẽ được tiếp tục được rút ngắn xuống còn thành 2-3. Đêm nay có cả Shane luôn. Shane đối đầu với cả Alex Kazakis. Thì sẽ vẫn cần phải giải quyết cái bài toán này trước đã. Vẫn sẽ có. Và đó là một cú foul shot tiếp. Và bây giờ là... Ôi! Ôi ôi, ok. Được rồi. Con 2 chính xác rồi. Ra con 3 thẳng tưng một đường luôn. Trận của Fedogos có thể là sẽ không live nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Tức là mỗi một khán giả, mỗi một các bạn đây sẽ đều có những cái tình cảm cho các vận động viên khác nhau. Mà bây giờ thì... Nhưng mà rất đáng tiếc là không được như vậy. Pha này thì... Châu Chê Yu tự làm khó mình với con bi số 4. Nhưng sau đó thì đã thực hiện một tình huống giấu cái rất là đẹp. Tìm đường để A bằng giải này ở Áo nha thưa các bạn. Ở Áo nha. Ở Klagenfurt. Mình cũng không biết Klagenfurt là ở đâu nhưng mà cụ thể là ở Áo. Phơi rồi. Giữa đường. À không, thực ra nếu như mà nói rằng mình là fan của Châu Chê Yu thì cũng không hẳn. Mình chỉ gọi là hơi cổ vũ một chút thôi.
và đã xử lý rất chính xác, mở ra đường. Hoàng con 8 lỗ giữa, hợp lý. Sao lại vợ của chúng ta ở đây này, tệ thật đấy. Ôi rồi ôi, tí nữa thì đi. Ôi ôi, hỏng rồi. Và đây là cơ hội mở ra, không không không. Chỉ gọi là cố gắng mở ra một cái đường để điều con cái với cả con bi số 10 chạy xa nhau thôi. Và đây sẽ là một oh, oh, wow, trời ơi, không thể tin được. Ôi, cú phá bi rất uy lực của Châu Chê Du. Con bi số 5 đã rơi xuống lỗ, con bi số 1 đã có đường riêng. Ý tưởng đánh tấn công là cũng có nha. Ý tưởng đánh tấn công chắc chắn là có rồi, tới từ Châu Chê Du. Còn mình là, còn mình để mà mình theo dõi, mà để mà mình cổ vũ một cách chắc chắn 100% nhiệt tình thì sẽ nói rằng là Tyler Style. Đáng tiếc thì cũng chỉ đến như vậy thôi. Ronnie O'Sullivan thì mình nghĩ rằng là ai cũng là fan cả thôi đúng không? Ai chả là fan của Ronnie O'Sullivan. Không được. Không sao, chỉ là một cú gọi để đề phòng là fluke con 10 thôi. Vẫn ra một tình huống đường xa. Con bi số 4 về lỗ góc bên phía tay trái, phía dưới. Úi dồi ôi. Được cả mình. Ok. Giải quyết hình đã xong. Joshua Filler, Max Lechner, you can practice on table 4 while you're waiting for your arena. Vâng, đúng rồi, các bạn nghe rất là rõ đấy ạ. Shane Van Boning cùng với cả Alex Kazakis sẽ tập luyện ở bàn thi đấu thứ 3 để đợi bàn TV table kết thúc thì mới vào thi đấu. Và chuẩn bị là trọng tài cũng sẽ gọi các vận động viên nam vào khởi động dần thôi. Như là Josh Filler với cả Max Lechner cũng chuẩn bị vào khởi động dần được rồi. Rất sắc nét. Giải đấu này không có vận động viên Việt Nam thưa các bạn. Không có vận động viên Việt Nam. Mục tiêu là ép cho mình con bi số 1 về lỗ giữa nhưng không được. Ăn luôn con bi số 1 về lỗ góc thì cũng được. Gọi cho mình con bi số 2 về lỗ giữa tới từ CSKA Centeno. Thái con bi số 2 mỏng rồi. Ôi trời ơi, không đủ mỏng rồi. Ôi ôi, con cái. Ô. Oh. Bây giờ thì cố gắng tạo được một tình huống nào đó thì ok. Ok, tạo tình huống rồi, ghép con 3 vào sát con bi số 4 tới từ Châu Chê Du. Theo như góc máy quay vừa rồi thì mình thấy rằng là cũng hơi bị che lại một chút rồi. Có đấy, có đúng không? Có đấy. Ồ, không có. Tưởng là có thì đúng là quỷ luôn. Nhưng mà đây là một pha chạy đạn quá khủng khiếp. Wow, vẫn tìm được đường ra bạn. Ôi trời ơi, foul shot của Châu Chê Du. Chị Châu làm được gì hơn nữa đâu. Kachi đẹp trai hả? Vâng, Kachi cũng khá đẹp trai mà. Nhưng mà làm sao mà so bằng với cả Tyler Steyer, với cả Albin Ustin, với cả Sanjin Pelevanovic được. Hơi sượng một chút trong tình huống này. Và lại là một cú cắt lỗi của CSKA Centeno. Rồi, chính xác tới từ Châu Chê Du rồi. Pha này cũng hơi khó một chút. Hay là chặt bằng con 6. Cân con 6 chứ đúng không? Cân thì hợp lý hơn. Fluke con 8 rồi. Cân con 6, fluke con 8. Chắc chắn là riêng luôn. Đã có một cái lắc đầu tới từ Châu Chê Du. Tất nhiên rồi. Không lắc đầu thì biết làm gì bây giờ. Gọi cho mình con 9 lỗ giữa chắc chắn rồi. Thả con cái chạy một băng lên. Làm con 10 đường nó nửa bàn cho nó sành điệu. Bắn gần thì không khoái lắm. Điều con cái ra đấy bắn cho nó thoát tay. Đó, ui. Đó, bắn như vậy nó mới thoát được tay. Vâng thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tới với cú phá bi của Châu Chê Du. Cú phá bi rất là uy lực.
và uy được hay không thì tất cả những gì mà chúng ta quan tâm là liệu rằng là có ăn được bi mục tiêu và ra được hình hay không thôi. Gọi cho mình con một về lỗ góc tới từ Seska Centeno, chính xác rồi. Ra con hai cũng đẹp luôn rồi. Bây giờ làm sao mà ra được cái đống kia? Gãi, gãi con 8 ạ. Ôi trời ơi. Nhìn thấy con 3 không? Chạm con 4 rồi, foul shot. 30 giây cộng thêm 30 giây extension là quá ít dành cho Châu Chê Yu, và chị ấy vẫn đang phải suy nghĩ. Rồi, tìm thấy đường rồi. Sẽ là tiếp tục là một cú trích đầu gậy nhẹ đưa con 3 vào trong đó, đẩy con cái ra phía đằng sau lưng con bi số 9 rất là tuyệt vời. Và không thể nào đòi hỏi được một cú bắn an toàn hơn nữa được nữa. À, cho mình cái băng trên, xong rồi thêm có thể sẽ phải đập thêm cái băng dài nữa và tuyệt vời đến từ Seska Centeno. Quá hay. Trời ơi, bắn thế này thì sao mà đỡ được. Wow, thật sự là tôi vẫn đang khá là mơ hồ về con bi số 3, số 5 vừa rồi, nhưng mà đùi luôn được ạ. Wow, tuyệt vời tới từ Seska Centeno. Hay quá nhờ. Trời ơi, bắn như thế này thì đòi hỏi cái gì được nữa đây, bắn quá hay rồi. Đây là cơ hội dành cho Seska Centeno, bởi vì là chị Châu có vẻ là giống bị tê rồi. Bây giờ thì bắn cứ phải nã liên tục những pha như vậy mà thôi. Rồi, con cái không bị dính băng, đủ tay để có thể bắn con 10 rồi. Đẹp luôn, 72 dành cho Seska Centeno. Con này không thể trượt được nhá. Không thể trượt được. 72, rất tuyệt vời. Cú phá bi không cần đè quá nhiều uy lực của Seska Centeno. Ăn được cho mình con bi mục tiêu số 1. Con 2 có đường riêng. Ôi trời ơi. Châu là khả năng là cứng người luôn, chứ không phải chỉ là cóng nữa. Làm cho mình con 2 thẳng giữa lỗ luôn. Mở đường ra cho con bi mục tiêu số 3 cũng khá là ok rồi. Cũng đã một khoảng thời gian rồi không được theo dõi nhiều Seska Centeno thi đấu ngày hôm nay đi. Thật sự rất tuyệt vời khi mà tôi được chứng kiến cái trận đấu này. Con 4 về lỗ gần đẹp luôn tới từ Seska Centeno cho con 5 chạy đường xa. Ui giời ơi, đẹp quá. Kéo con cái ra làm con 6 lỗ giữa. Ui giời ơi, thế này thì thôi chị Châu dính ghế rồi chứ còn gì nữa, điều như đặt. Nếu như mà cứ được đặt những con bi thẳng như thế này thì vào tay tôi cũng xử lý được thôi. Nhưng mà chị Seska Centeno mà đánh như thế này thì đúng là quá khủng khiếp. Pan Xiao Trinh bị loại rồi thưa bạn. Ngày hôm qua thì Pan Xiao Trinh đôi khi mà đối đầu với cả. Ủa, ngày hôm nay chứ. Ngày hôm nay nhá, vừa xong trận, vừa xong luôn, trận lúc 19 giờ. Ngớ người luôn rồi. Alex Kazakis, Shane Van Boning, please proceed to table 2. Nào, cú phá bi của Châu Chê Yu. Con 8 đã găm thẳng xuống lỗ. Con 1 xin cái đường riêng nào. Con 2 xin các bạn. Wow, chính xác tới từ Châu Chê Du. Úi dồi ôi, pha này thì à không sao, không bị cò tay. Sai số của Châu Chê Du. Nhưng mà đúng là rất là cóng rồi. Gãi con 10 ra. Úi dồi ôi, đẹp quá nhờ. Tề luôn. Rồi, tầm này thì là chia tay anh, chia tay hoàng hôn rồi. Bắn như cái máy. Cái phiên của chúng ta là bắt đầu vào lúc 23 giờ. Bây giờ mới chỉ được là 1 tiếng 20 phút thôi. Thế là cũng khá là nhanh với cả Seska Centeno. Gọi cho mình con bi số 7 về lỗ xa. Tới từ Seska Centeno. Ôi, giữa lỗ luôn mà. Ôi rồi ôi, thẳng 9 luôn mà. Hết rồi. Hết rồi thưa các bạn. Và đúng thật là Châu Chê Yu sẽ chia tay với đất nước Áo, chia tay với World Championship 10B. Với một kịch bản không thể tưởng được. Seska Centeno, máy điện của Philippines. Vâng, xin chúc mừng.